Em xin được kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì nhà em lên phiên bán hàng ngày 28 tháng 8 năm 2024. Hôm nay thì nhà em về một số mặt hàng như là chuồn rời và tam bảo sắt rời ạ. Sau đây thì em cũng xin đi đến từng mã để các bác theo dõi và ủng hộ gia đình ạ. Em xin được đến với mã thứ nhất, đó là Thủy Ly các bác nhé. Thủy Ly, hàng chơi tân lá. Đây, một cây xếp rất là đẹp, ba mẹ con các bác nhé. Ba mẹ con mà một khóm thứ nhất này. Một cái rể thứ hai cũng là ba mẹ con ạ. Đấy, hai cái rể rất là đẹp các bác nhé. Mã 1 có giá 150.000 ạ. Mã 1 các bác nhé, 150.000. Hai rể, mỗi rể là có ba mẹ con. Đấy, như hình các bác nhé. Em đến với mã thứ hai. Mã thứ hai có giá 130.000. Em xin đến từng cây một ạ. Một cây. Hai ạ. Cây này hai mẹ con các bác nhé. Ba, bốn này. Năm ạ. Sáu ạ. Cây này thì có bốn cây. Bốn cây chung một rể các bác nhé. Cái lá gần ngọn thì nó có bị gập do cái quá trình vận chuyển ạ. Đấy. Mã số 2 như thế ạ. Có giá 130.000 ạ. Em xin phép đến với mã số 3. Mã số 3 là tam bảo sắc ạ. Tam bảo sắc lá xếp các bác nhá, xếp ngắn ạ. Một cây ạ. Hai cây. Ba cây ạ. Bốn cây ạ. Năm cây ạ. Sáu cây các bác nhá. Đấy ạ. Mã số 3 như thế này ạ. Em bán giá 100.000 các bác nhá. Hôm nay thì rất là rẻ đấy ạ. Em đến với mã số 4. Có 2 cây ạ. 3 cây. Đây, cây chiêu chiêu rất là đẹp ạ. 4 cây. Đây, có một cây xuất sắc luôn các bác nhé. 5 cây. 6 cây ạ. 7 cây ạ. 7 cây mã số 4 có giá là 130.000 các bác nhé. 130.000 ạ. Mã số 5. Mã số 5 nó là hai mẹ con. Đây ạ. Hai mẹ con lá xếp. Xếp đẹp, rất là đẹp đấy ạ. Mã số 5 có giá 200.000 các bác nhé. Đấy. Các bác ạ. Có cái lá gần ngọn nó bị dập do quá trình vận chuyển các bác nhé. 200.000 mã số 5. Em đến với mã số 6. Mã số 6 đấy. Mã số 6 dài hơn. Cũng lá xếp nhưng mà lá nó cái bản lá dài. Hai mẹ con. Mã số 6 có giá 120.000 ạ. 120.000. Một thân dài hơn 1 mét. Rất là đẹp luôn. 120.000 mã số 6. Mã số 7. 100.000 ạ. Mã số 7 có 2 thân các bác nhé. Đấy, nó là hàng dòng lá lướt. Một thân này. Thân này thì không được đẹp lắm. Có hai mẹ con. Bù lại thì có cái thân này ba mẹ con. Thân này thì đẹp luôn. Đấy. Năm hoa vừa rồi các bác nhé. Rất là đẹp. Rất là dài. Sai hoa. Đấy, 2 thân. Mã số 7 100.000 ạ. Em đến với mã số 8. Mã số 8 thì hàng hôm nay thì do cái quá trình vận chuyển của các bạn thì nó bị va đập nên là lá nó cũng bị gãy dập một chút. Ngọn thứ nhất ạ. Ngọn thứ hai. Và đây, em có một rề nữa. Cái này một rề các bác nhé.
một dề luôn ạ, một dề của cái mã số 8 này đấy ạ. Nó là cái dòng lá lướt, dòng lá lướt một dề. Em đếm đếm nhé, có 1 2 3 4 5 6 7 con các bác nhá, một mẹ 7 con. Lá của nó thì nó bị sâu ăn, với hai nữa là nó bị dập do có thể là do mưa gió ạ. Đấy thì cái mã này thì em cũng bán rẻ, các bác tham khảo nhé. Mã số 8 có giá 110.000 ạ. Mã số 8. Mã số 9 ạ. Mã số 9 cũng là tam bảo sắc các bác nhé. Cái này nó là ba mẹ con đấy ạ. Lá nó cũng hơi lỗi một chút, do đây nó bị thâm do bị va đập. Dề thứ nhất này, dề thứ hai này, dề thứ hai năm mẹ con các bác nhé. Một dề năm mẹ con, nhưng mà nó là cái dòng lá lướt. Đấy, dòng lá lướt thì nó không về, nếu mà để chơi thân lá thì nó không được đẹp lắm. Đây ạ, một cái dề thứ ba nữa, nó nhỏ hơn, ngắn hơn. Nó có bốn mẹ con. Đấy, ba dề như vậy. Mã 9 có giá 110.000 các bác nhé. 110.000 mã số 9. Mã số 10 ạ, 80.000 ạ. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm, sáu, bảy ngọn. Mã số 10 80.000 thôi ạ. Vậy tương đương là mỗi ngọn có 10.000 thôi các bác nhé. Hơn 10.000 một chút, rất là rẻ. Mã này thì em khuyến mại thêm hai ngọn nhỏ các bác nhé. Như vậy là đấy, 9 ngọn đấy ạ, 80.000. Em xin đi đến mã số 11. Nó là hàng lá ngắn xếp rụt, nhưng mà nó cái lá gốc nó bị rụng rồi ạ, nên là nó không đẹp lắm. Ngọn thứ nhất này, ngọn thứ hai này, ngọn thứ ba này cũng được các bác nhé. Ngọn thứ ba rất là tuyệt vời đấy, ba ngọn, bốn ngọn, năm, cái này hai anh em các bác nhé, bảy ngọn. Mã số 11 có giá 130.000 ạ. 130.000 các bác nhé. Mã số 11. Em xin phép đi đến với hàng chồn. Đây, hàng chồn con mã này cũng khá là đẹp các bác nhé. Mã số 12 có giá 180.000 ạ. Cái thứ nhất đấy ạ. Một cây này, hai cây ạ, ba cây, bốn, năm, đây cây xuất sắc luôn các bác nhé, sáu, cây lá trị thiên luôn ạ, xếp đẹp, bảy. Cái mã này em đánh quá rẻ rồi ạ, 180.000 mã số 12, được hai cây xuất sắc luôn, hai cây này, lá trị thiên, xếp đẹp, 180.000 mã số 12. Mã xuân ra có hai cây ạ. Hai cây to nhưng mà 2 4 5 5 cặp lá, 2 4 6. Hai cây này một cây 5 cặp lá và một cây 6 cặp lá nha, nhưng mà cái dáng của nó thì nó không được thẩm mỹ lắm. Thì em bán cho các bác là mã 13 có giá 150.000. Hai cây. Hai cây khá là to các bác ạ. 150.000 thôi ạ. Mã số 14. Cũng là chồn ạ. Cây hai anh em các bác nhé, hai cây này, ba cây ạ, bốn cây ạ, năm cây, sáu cây như hình các bác nhé. Cái này thì lá nó bị sâu ăn một chút và một số lá nó bị gãy do cái quá trình vận chuyển, thì em bán rẻ cho các bác thôi ạ. 100.000 mã số 14. Em xin đến mã số 15. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây ạ,
5 cây, 6, 7, 8. Mã số 15 ạ, 8 cây, 140.000 các bác nhé. Hôm nay em đánh bán rất là rẻ đấy ạ. Mã số 16 ạ, cây nhỏ hơn một chút, 2 cây ạ, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. Mã này thì cây nó đều đều với nhau, nó nhỏ nhỏ ạ. 7 cây, 8, 9, 10, 11, 11 cây các bác nhé. 11 cây mã số 16 có giá 100.000 ạ. Mã số 17 ạ. Mã số 17 thì đó là cái chùn lá dài. 1 cây ạ. 2 cây. 3 cây. Đều là từ 4 đến 5 cặp lá các bác nhé. 4 cây, 5 cây. 5 cây mã số 17 có giá 100.000 thôi ạ. Rất là rẻ các bác nhá. Mã số 18. 1 cây ạ. Cái này nó thực sự là cái mã này nó cũng không được thẩm mỹ lắm. Đây, cái cây này nó to đấy ạ. Nhưng mà cái ngọn nó bị gãy. Thì em cũng bán rẻ thôi ạ. Mã số 18. 80.000 thôi ạ. 3 cây. 4 cây. 5 cây các bác nhá. 5 cây như thế này cũng hơn 1 cân của em đấy ạ. Em bán giá 80.000 thôi ạ. 80.000 mã số 18 nhé các bác nhé. Đây em có một cái ôm như thế này đi. Cây nhỏ nhỏ, chồn lá dài. Mã số 19. Cái này chắc là tầm hơn 20 cây các bác nhé. Em bán giá 150.000 ạ. Hơn 20 cây đấy ạ. Nó nhỏ nhỏ như này ạ. Chắc là cũng bị đến gần 30 cây các bác nhé. 150.000 mã số 19 ạ. Đây là hàng rời nhé. Em xin phép đến với hàng giò các bác ạ. Hàng giò thì em có một cái giò chồn nguyên bản. 2, 4, 6. 6 cặp lá các bác nhé. Thì có một cái lá ở giữa bị gãy do cái quá trình vận chuyển ạ. Hàng nguyên bản. Đây, năm hoa vừa rồi cho 3 vòi hoa các bạn ạ. Nguyên bản vừa chặt về hôm qua xong. Mã số 21 có giá 150.000 ạ. Một cái giò tam bảo sắc cũng nguyên bản. Cái đẹp hạ xuống. Hạ xuống các bác nhìn cho rõ. Tam bảo sắc, lá xếp, lá ngắn các bác nhé. Cũng khá là đẹp đấy ạ. Một mẹ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con, 7 con các bác nhé. Một mẹ 7 con, nguyên bản ạ. Dòng lá xếp, lá ngắn. Em bán cho các bác là 350.000 nhé các bác nhé. 350.000 mã số 20 ạ. Mã số 20. Đây ạ. 350.000. Em đi rõ cho các bác. Hàng nguyên bản. Một mẹ 6-7 con. Đấy, dễ chẳng chịt luôn. Loài này về thì các bác chỉ treo chơi thôi. Sang năm thì nó ra hoa thôi ạ. Đấy, ngoài ra thì em hôm nay em về một cái cây chồn khá là khủng. Cái này nó gọi là cụ chồn các bác ạ. 11 cặp lá. 11 cặp lá các bác nhé. Cái cây này thì em đã có khách chốt rồi ạ. Thì em cũng giới thiệu với các bác thôi. Bác nào mà cũng đam mê những cái dòng chồn khủng thì cũng cứ nhắn tin, gọi điện cho em. Em sưu tầm được thì em sẽ alo cho các bác. Cái này có khách chốt được các bác nhé. Rất là to. Một mẹ 4 con. 11 cặp lá các bác ạ. Đấy. Cái này là cái dáng tự nhiên của nó thì nó hơi cong một chút. Về nhà thì các bác có thể là các bác khéo tay các bác có thể là uốn tạo thế cho nó đẹp hơn. Đấy ạ. Vâng, đấy là em giới thiệu cái mã này là cái mã cuối cùng của anh em rồi. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm theo dõi.
và ủng hộ gia đình. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ. Em xin chào các bác.